một hai ba action, từ từ đó. Rồi ngồi xuống nào, kéo ghế lại ngồi đi. Thế để tôi cùng đi xe chung. Tôi đi kết nối lần, tôi đi thằng lên lên đây đó. À, quá trời luôn cô chủ. Được chưa? Bây giờ nghe chưa? Dạ rồi, lời đầu tiên Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ Minh Hoàng chào chị. Chị chào em Minh Hoàng, chào ban ekip của Minh Hoàng nha, chào tổng thể luôn nha. Dạ cảm ơn chị. À, chị chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha chị. Cho tôi chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước đi. Rồi. À, chị cho mọi người biết tên cũng như tuổi của chị luôn nè. Là bé Tám, quê ở Bạc Liêu, sinh 1960. Tên trong giấy là bé Tám luôn. Bé Tám luôn. Rồi, chị Giấy Tám của chị. chị không chín, thật của chị là 60 á. Dạ. Là 64 tuổi hả chị Tám? 64. 64 thấy chị cũng còn trẻ quá vậy. Trẻ không? Xì tin lắm á nha. Gì mà ế à? Là đang bể hả? Thì bữa nay lên sẽ có. Chị Tám quê đâu? Chị quê Bạc Liêu em. Quê Bạc Liêu hả? Hiện nay chị Tám cũng ở Bạc Liêu luôn hả? Đâu? Chị ở tại tỉnh Bạc Liêu, nhà chị ở đây mà. Dạ. Rồi, bây giờ tới cái vấn đề thủ tục trước khi chị em mình trò chuyện chị Tám ha. Chị Tám có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Chưa. Dạ. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Tám yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Điều đó là không có đây. Dạ. Chị Tám phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Chị chịu hết những lời chị nói. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Rồi chị Tám cho mọi người biết chút xíu về cái hôn nhân gia đình của chị nè. Chị có chồng năm 17 tuổi em rồi. Chị tan vỡ gia đình có 2 năm mà chị tan vỡ gia đình rồi. Chị sống đơn thân cũng thời gian sau rồi, chị cũng có quen với một anh đó rồi thì cũng không có ở được rồi. Chị có hai đứa con, hai người là hai đứa con đó em. Ừ, có nghĩa Rồi là là anh trước một 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 đứa con, anh sau chị một đứa con. một gái là năm nay là nó tuổi tỵ đó, đinh tỵ là nó 47 48 tuổi rồi đó. Rồi Dạ. 5 năm sau có thêm một bé trai nữa, năm nay nó 43 tuổi là nó nhâm tức đó em. Rồi, vậy là con chị lớn hết rồi ha. Lớn hết rồi. Dạ. Vậy là chị Tám cũng qua hai lần đò rồi ha. Hai lần đò. Dạ. Rồi hiện nay chị Tám ở dưới Bạc Liêu, chị Tám đang làm công việc gì chị? Nhà chị là dịch vụ xe du lịch em, với chị bán tạp hóa tại nhà. Dịch vụ xe du lịch luôn, rồi bán tạp hóa tại nhà nữa. Dạ. Ồ, cái đó là dịch vụ là của chị hay là của cả nhà chị? Của chị mà riêng mà. Của chị luôn Chị á hả? làm nhiều chuyện lắm Minh Hoàng ơi, mà tại lên cộng đồng mạng chị không có nói chị nghe nó kỳ, nói cho em nghe thêm cách bỏ nha. Thôi mất công cắt được rồi, vậy là đủ biết bà Chứ chủ rồi, bà chủ làm hợp đồng bình thường xe. không nổi kiểu này đâu em. Chị hợp đồng chị nhà chị xe nhiều không nè? Nhà chị cũng được vài chiếc em, Dạ có xe lớn xe nhỏ đủ hết hả chị? 16 với xe 7 thôi. Dạ 16 với 7 chỗ thôi. Rồi bán tạp hóa nữa là cuộc sống chị bây giờ chị sống ở Bạc Liêu là nhà của chị có ở chung với ai không? Không chị ở ơn chị à. Ở hên luôn. Con thì nó tôi riêng hết rồi, đứa nào cũng có cưng ơi Rồi vợ. mấy mấy chiếc xe cho chạy hợp đồng rồi bán tạp hóa nữa rồi sao xài hết chị Tám? Mua À, vàng, chị mua nói vàng nữa, thiệt luôn nha, chị mua nói vàng thiệt với nữa. em nghe nè, chị nói thiệt với em nghe chị nói nha. Dạ Thì bên đây bên chị mới đang kiếm người nè, dạ rồi chị nói đi em nghe nè. thì đó chị nói là chị đang kiếm người đó, chị nói cho em nghe đó. À, đang kiếm người vô xài phụ phải không? Ừ,
À, có lý à. Cái này là mấy anh khoái lắm á. Chị Tám cứ vòng vòng quanh quẩn trong nhà mình bán tạp hóa rồi mình điều động xe đi cho thuê vậy thôi đó hả? À, chỉ vậy Rồi những cái giờ rảnh rỗi chị có đi chơi đi xả stress đâu không? chị không có đi chơi game nha em, chị buồn thì chị hát karaoke mình, chị không có thời gian đi đâu, đâu có bỏ nhà được em. Chị buồn thì tự hát karaoke ở nhà luôn. Ở nhà luôn, hát tại nhà luôn, mới hát vừa xong nè, gửi lên với em nè. Mới vừa hát xong luôn hả? Ừ, hát ở luôn nè. Chị hát có khi nào hàng xóm khen chị hát hay không? Không biết nữa, chị hát đăng Facebook đó mà không biết hay không, thấy người ta vô cũng đông Mà có khi nào chị thấy nghe trên nóc nhà mà tiếng rầm à. Không có đâu, tại vì chị hát là chị đóng cửa lại rồi, nghe đâu chị thu mà thu lại không rầm không? chị hát nghe cũng được, đâu có nói tối mà bị chỗ đá rồi em. Không, Minh Hoàng giỡn đùa với chị vui vậy thôi mà cho nó có cái phần không khí vui vẻ trong cái lúc chị em mình trò chuyện ha. Chị Tám từ từ, chị thích hát nhạc gì? Chị hát nhạc bolero đó em. Ôi rồi, chị thích hát bản nào nhất nè? Trời, bản nào cũng hát hết trơn, thích bà Bản hát nào? hát buồn, hát về nỗi lòng tâm sự đồ của mình vậy đó. Bà thật chị thích nhất là bản nào? Bản người mang tâm sự. Bản đó hay lắm á. Hay không? Chị thích bản Hay. đó đó. Vậy giờ chị hát tặng quý vị khán giả cũng như Không, tặng nhưng mà bây giờ thì chị hát vẫn khác, tại vì sao cái đó chị hát hoài, chị tự nhiên cái chị thấy có nhà. rồi chị hát bản khác là bản gì? Bản gì ta, bây giờ bản gì ta, nếu anh đừng hẹn đi ha. Nếu anh đừng hẹn hả? Em nghĩ cái bản này nó không có hợp á, tại vì khi mà hình ảnh của chị phát sóng lên là mấy anh hẹn quá trời luôn, mà chị nói nếu anh đừng hẹn thì mấy ảnh đâu dám hẹn với chị Nó đâu. nói lại tình xưa được không? Bởi vì nó không có trùng với mình đó nha. Ông ấy nói lại tình xưa đi, Nó là tình xưa ha. nói lại tình xưa đi, coi Mà coi sao coi coi hai cái tay thấy dễ dễ cưng ghê không? Hai tay này không? mắc tiền, hai cái cánh tay này mắc tiền lắm á. Không có nhạc thôi thì có hát nữa nè. Hát nhạc dính bản quyền chị, mình hát chay đi, mình hát chay nó mới thể hiện được, nó mới phô diễn được cái giọng của mình, nó mới chắc hơn. Vậy chị hát em. Rồi chị hát đi, em chấm điểm nha. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm, phai nắng con đường xưa, những chiều hè cơn mưa đổ, mưa thấm lần vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi, đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cũ nhân. Hay quá. Được rồi. Sau khi cái video này đăng lên, bảo đảm là các anh sẽ về bên em rất là nhiều luôn, tha hồ cho chị chọn. Chị muốn nói chuyện với Minh Hoàng mà Minh Hoàng cắt khương, chị nói cái gì không hay cắt đi, tại vì chị nói với em nghe nè, chị muốn ủng hộ kênh em thôi, chị vô nhiều là chị bình luận cố hình chị luôn, em thấy không, không có cái kênh nào phỏng vấn mà chất lượng mà cao như em, mà phân tích đâu đó rõ ràng từ từ chân tơ kẻ tóc nè, rồi không sợ mơ mít lòng người nào. Có nhiều khi em hỏi với chị đó, cái ở đây cái chị nghe chị nằm chị cười, thế là Minh Hoàng thế nào cũng bị chửi đây. Cảm ơn chị nhiều ha. Chị vô bình luận kênh em ngoài đó, chị nói luôn á, chị nói là hồi đó giờ chị xem rất là nhiều kênh nha, nhưng mà chị chưa có thấy một cái kênh nào mà nói chuyện thẳng thắn như Minh Hoàng này, chị nói luôn á.
Rồi, cảm ơn chị. Thì hôm nay em muốn nói mà hai cánh tay chị rất là đắt tiền nè, kể cả cái cần cổ. Rồi, Tám này, chị cao bao nhiêu? Em thấy chị dáng chị cũng cao à. 55, nặng chị. 52. 55, nặng 52. Nó cũng tròn ha. Chị giữ dáng đó, chứ dễ gì dám để cho mọc đâu. À, giữ dáng đúng rồi, chủ doanh nghiệp mà. Thôi em nói gì cho lớn dữ vậy, Tập mình thì xe lâu được rồi đó, chị nghe nó dễ hơn nghe. chủ doanh nghiệp mới, doanh nghiệp mới cho thuê xe chứ không doanh nghiệp thì sao mình đăng ký doanh nghiệp mới thuê xe được Nghe chứ. cái từ đó là nghe thấy À không, nó ngon chứ. lạnh. Rồi, chị Tám nè, chị có những cái ưu khuyết điểm gì nè? Chị làm việc rất là giỏi, siêng năng, mà chị làm cái gì là chị làm phải cho tới, chứ chị không có bỏ nữa chừng, mà dù cỡ nào gian khổ cỡ nào chị cũng vượt qua hết, chứ chị không có bị siêu lòng, mà không có bị chột dạ mà nói làm không nổi rồi bỏ đâu, không có nào tánh gì vậy. Còn cái yếu điểm của chị? Yếu điểm thì cũng có những lúc chị tủi thân, mình ơn rồi buồn, rồi cũng cũng có đôi khúc lúc rồi cũng có khóc mình ơn vậy. Khóc tự nhiên ngồi khóc luôn hả? Trong phòng á, chị ở phòng mình, chị á có lúc buồn nhất là mưa xuống đó, Minh Hoàng Rồi cái có mở bơ karaoke không? Mở karaoke hát mấy cái bản nhạc buồn cái ngồi khóc luôn hả? vơ Bơ vơ, tình bơ vơ hả? bơ vơ rồi buồn rồi tủi thân. Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím dâng cao xa vời mà tình ta chưa lên ngôi. Rồi sẽ sau khi cái video này đăng lên là chị sẽ lên ngôi. Các anh sẽ gọi trái máy của Minh Hoàng luôn, để mong được Lần này cho mình hoàn khiếp vía một lần cho trái máy rồi cho mình khóc chuyến luôn. này là em khóc luôn nè, không biết sao tiếp chuyện cho nó Khóc kịp luôn. luôn. Rồi em thấy trong cái trang cá nhân của chị Tám nè, hình như chị cũng thích làm thiện nguyện lắm đúng không chị Tám? À có nè em, có chị có làm đó em. Em thấy chị phát quà cho bà con nghèo cũng rất là nhiều nè, thấy có phát đủ thứ. Chị hay thường làm những cái công việc đó không chị Tám? Thỉnh thoảng thôi em, chứ không phải là làm thường đâu, thỉnh thoảng. Chị có thường chị Tám bên đạo nào? Chị đạo Phật em. Chị có thường đi chùa không? Chắc là có rồi ha, tại vì xe mình cho thuê thì lúc nào mình cũng phải dẫn mọi người đi tới viếng tự đồ ha. Chị không có đi theo xe mà. Có đi giao tài Đâu xế đi thì thôi. cần thấy đi mình này chứ này, chị đâu có đi theo xe làm gì. Mà chị Tám nè, chị 64 tuổi, thấy chị cũng còn trẻ nè, chị cũng đẹp gái nữa, mà vì sao chị lại lận đận trong hai mối tình nha? Người ta nói là hồng nhan bạc phận mà em. Xưa giờ Chứ người ta nói câu đúng mà. bây giờ nghe người ta nói hồng nhan bạc tỷ không à, chứ có ai nói bạc phận đâu. Chị thì chị thấy là chị bạc phận. Rồi hôm nay chị gọi cho tới cho Minh Hoàng là hy vọng để kiếm được cái nửa bánh ghép thật sự yêu thương chị ở cái quãng đời còn lại hay sao chị Tám? Đúng như vậy đó em. Ừ, chị chỉ mong gặp một người nào đó người ta thật tình rồi đi đến hết cuộc đời với chị. Rồi bây giờ chị Tám này, chị muốn cái mẫu người đàn ông đến với cuộc đời chị và sẽ cùng chị đi hết cái quãng đời còn lại là mẫu người đàn ông như thế nào? Mỗi người đó phải ăn nói phải chuẩn nha. Ngoại hình thì dễ nhìn một chút đi, rồi
Rồi từ 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 Sài Gòn trở về miền Tây mình Cà Mau em. Từ Sài Gòn đổ về miền Tây Cà Mau. Phải Nói chuyện phải chuẩn, chuẩn. ngoại hình thì phải sạch sẽ coi được. Coi được. Rượu thì uống cũng được mà hút thuốc cũng được, mấy đàn ông mà không có hai thứ đó thì không ok lắm đâu. Cũng Chuyện được, ngoại giao thì cần những cái chuyện nó như vậy đó chị á, chỉ cần vậy. cũng được, nhưng mà chút chút ha. Rượu thì chút Anh chút thì kiểu được. uống mà lại gì đấy, sáng chiều rồi sang ngày sau sáng chiều nữa chắc Nụ cười của chị thấy hiền lắm á. chết. Chị thì gốc ở quê mà em, người miền Tây mà người ở dưới đây thật thà lắm. Bạc Liêu là quê hương của công tử Bạc Liêu đó. Ngày Đúng xưa rồi, là người dưới đây thật thà. ngày xưa chỉ có con cháu của điền chủ gì không? À, xe chạy ngang nói em nói chị không nghe rồi. Ngày xưa đó chị có là con cháu của điền chủ hay bá hộ gì ở Bạc Liêu không? Không đâu em, chị xuất thân là gia đình nghèo, rồi sau chị lấy chồng thì bên chồng giàu nhưng mà chị không có ở lâu, thành ra không hưởng cái gì được của bên chồng hết, tự đầu tay khói ốc của chị tạo làm ra không đó. Tự chị bươn chải rồi nuôi các con chị luôn ha, À, chị rồi làm ra có được ngày hôm nay là các con chị cũng có cơ sở riêng hết rồi ha. đúng rồi, con chị có tạp hóa chợ, có quán ăn rồi chợ đủ Bây giờ chỉ còn mình ơn chị là cô đơn trong cái căn nhà trống vắng ha. thì đó. Giờ con anh chị đây nè, tụi nó cũng ở gần chị thôi chứ không ở xa, nhưng mà nhà ai nấy ở em hiểu không. Rồi ngoài cái những cái tiêu chí như chị đưa ra là cái anh đó là nói chuyện phải chuẩn rồi, cà phê thuốc lá thì cũng được chút, ngoại hình thì phải dễ coi sạch sẽ rồi. Chị có cần anh đó công ăn việc làm nhà cửa như thế nào không chị Tám? À, có cũng được mà học tốt cũng được em, có thì ổn hơn. Về nhà vấn đề mà mặt xã hội em, còn không có thì cũng được, nhưng mà tính tình phải, khi mà nói chuyện chị phải phù hợp, rồi về đây chị tính công chuyện làm cũng được không sao. Đúng rồi, chị bây giờ nhà cửa chị có, chị cũng đâu cần thiết. Công ăn việc làm chị cũng dư công ăn việc làm mà, cũng đâu cần thiết về đó. Mà nếu mà có anh nào mà có cái bằng lái xe nữa thì chắc ok ha. Bây giờ lớn tuổi không cũng không nên chạy xe đâu, với cái dạng tuổi của chị thì với anh lớn tuổi chạy xe khách nó chê em hiểu không, Cũng tại sợ cái nhà khách nó chê lắm, ha, chạy chậm ha. chạy chậm. Rồi bây giờ chị Tám là độ tuổi anh đó là khoảng bao nhiêu chị? Từ cái khoảng tuổi chị trở xuống đi. Từ chị trở xuống là bây giờ chị 64, trở xuống là khoảng bao nhiêu? 55 đi. 55 trở lên tới 64 ha. Rồi. Rồi người phải từ Sài Gòn đổ về tới Cà Mau. Cái Rồi. này ngon nè, cái này là các anh rất là nhiều, từ các anh mà xem video này từ 55 tới 64 hay nhanh tay lên bắt điện thoại gọi cho Minh Hoàng. Minh Hoàng sẽ, nhưng mà anh đó phải nhất định là phải xuất hiện trên màn hình giống như chị Tám đây thì mới có cơ hội để tìm hiểu, giao lưu, gặp Đúng gỡ. rồi, phải cho chị thấy mặt ngoài hình đồ chứ, rồi chị Đúng nghe cái cách rồi, nói chuyện của anh đó nữa mới được. người mình là người thật việc thật đúng không chị Tám? À, em Thì không nói chị cũng yêu cầu à. đúng rồi. Không biết Minh Hoàng có cái phước gì không biết mà kỳ rồi cũng có chị bé Sáu, hôm nay Minh Hoàng lại tiếp chị bé Tám. cũng cũng không kém phần hấp dẫn cho các anh ha. Rồi chị Tám, chị còn có những cái tiêu chí gì thêm không? Chị cũng đơn giản lắm em, cái chuyện gì thì nếu mà phù hợp sao này mình về mình nói sao rồi mình tính sao đi, chứ nói nhiều trên đây quá thì nó cũng không hay đâu. Đúng rồi, thôi thì những cái riêng của chị á, thì chị tự biết, chị cũng đừng có nên nói nhiều quá ra, nó cũng không hay cũng không tốt.
Tại vì Đúng rồi. thời thời buổi bây giờ nó cũng rất là phức tạp chị Tám ha. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái gì nếu mà anh nào mà thật sự nói chuyện chỉnh nè, bên ngoài nhắc lại nói chuyện chỉnh nha, dáng người cũng phải lịch sự dễ coi. Cái thứ hai nữa, rượu bia chút chút chị Tám đây vẫn chấp nhận, hút thuốc lá chị Tám cũng chấp nhận. Mà sao ngộ hoàng dưới tầm mắt của chị, những người mà không biết hút thuốc rồi cũng không biết uống rượu gì nó thì thôi, chị nghĩ đơn giản là không có làm ăn gì được, thành ra họ không có đụng chạm mấy cái đó đó. Rồi mỗi một người có một cái cách nhìn và một cái cách nghĩ khác nhau mà chị Tám ha, thì theo cái cách nghĩ của chị nó thoáng là nó thực tế hơn với lại cái cuộc sống hiện tại. Chị nói chị ở quê nhưng mà chị thì rất là hiện đại luôn á, 64 tuổi mà vẫn còn xì tin luôn. Chị tin à? Xì tin. Rồi các anh đó, hãy nhớ từ 55 cho tới 64 đó, thì giống như tiêu chí của chị Tám đưa ra, các anh thấy phù hợp thì hãy liên hệ tới chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có cuộc gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu với nhau. Rồi bây giờ chương trình cũng chân thành cảm ơn chị Tám đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ cho em út chương trình ha. Và cũng không quên cầu chúc cho chị Tám sớm ngày tìm được một cái nửa mảnh ghép thật sự đúng với tiêu chí và biết thương yêu chị, để cùng chị chăm lo cái sự nghiệp chị hiện có nè, và đi hết cái quãng đời còn lại chị Tám ha. Rồi, chị cũng chân thành cảm ơn Minh Hoàng và ekip đã bỏ công ra phỏng vấn giúp chị nha. Chị cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại em nha Minh Hoàng. Dạ, cảm ơn chị. Hẹn Rồi sớm bây nhất giờ chị chào quý vị khán nha. Rồi, tôi bé Tám chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Chúc cộng đồng mạng năm mới an khang thịnh vượng, em phát tài nha. Cảm ơn cộng đồng mạng. Chị cảm ơn Minh Hoàng nhiều nha em. dạ, cảm ơn chị. Nếu quý vị thấy hai chị em nói chuyện vui và hấp dẫn thì quý vị cho mình vài xin một like, một chia sẻ và một đăng ký. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây Rồi giờ đó. xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào chị Rồi Tám ha. cảm ơn Minh Hoàng.